đi quần áo nặng hoặc là những đồ của họ chẳng hạn, rồi có cái người làm buồng phòng, đúng không ạ? Như vậy thì nếu như mà ở trong khách sạn của các bạn mà các bạn không xây dựng ra, đơn giản ở đây là các bạn phân công công việc thôi, bắt đầu vô cái là không biết là gặp gặp ai để mà đặt phòng, khi mà đặt phòng xong cũng không có ai hỗ trợ để mà đưa những cái vali đó lên trên phòng, rồi cái người dọn phòng thì lại cũng không chu đáo và cũng không chuyên nghiệp, vân vân. Thì rõ ràng cái vấn đề ở đây là chúng ta phải tạo ra một cái quy trình, một cái chuẩn nào đó ở trong công việc, thậm chí là ví dụ như ở trong công việc của người lễ tân chẳng hạn, đó là cái giai đoạn chúng ta tiếp khách hàng ở cái giai đoạn đầu tiên khi mà người ta liên hệ tới, người ta đặt phòng ở khách sạn của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta phải xây dựng một cái tiêu chuẩn, xây dựng một cái tiêu chuẩn hoặc cái nội dung để mà cái người lễ tân đó họ nắm được, để họ làm việc một cách hiệu quả. Ví dụ như là gọi tới đặt phòng, đúng không ạ? Thì phải kiểm tra phòng, chúng ta kiểm tra phòng trống trên hệ thống như thế nào để báo một cách chắc chắn cho khách hàng, tư vấn cho khách hàng là ở loại phòng nào, thời điểm nào check in, thời điểm nào check out, đúng không ạ? Rồi là giá phòng, rồi một số những cái quy định về đưa đón, rồi những cái tiện nghi khi ở tại khách sạn, vân vân, đúng không mình? Và training cho họ những cái câu chào hoặc là những cái cách xưng hô cần thiết trong cái quá trình mà mình tiếp xúc với khách hàng, rồi đơn giản là gì ạ? Đồng phục như thế nào, mở nụ cười ra làm sao, xưng hô với khách hàng dạ thưa hay là chào hay như thế nào, đúng không ạ? Thì lúc đó cái cảm nhận của khách hàng khi mà họ gọi điện tới hoặc họ tới người ta đặt phòng, người ta mới cảm thấy là chỗ này làm việc chuyên nghiệp, hoặc là họ thấu hiểu, họ lắng nghe những cái yêu cầu của mình hơn. Đơn giản là mình phải thay đổi trong từng cái nội dung để mà mình tăng cái cảm nhận về sự hài lòng của khách hàng lên. Cho nên cô mới nói với các bạn là khi mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống quản trị quan hệ khách hàng ở trong một công ty á, thì nó sẽ có một cái quy trình lý thuyết rồi, nó trải qua bao nhiêu bước đó, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể bám vào cái quy trình lý thuyết nhau rồi. Ví dụ như là một cái khách sạn của các bạn là chỉ tiếp khách khách trong nước thôi, nhưng mà cái khách sạn bên cạnh nó là khách sạn mà tiếp khách nước ngoài nữa, tức là thường là phải có người hướng dẫn từ sân bay về, vân vân. Vậy thì cái quy trình trong CRM nó cũng đã khác rồi, cái quy trình, cái nội dung công việc để mà chăm sóc khách hàng á, nó cũng đã khác rồi. Rồi phân đoạn khách hàng cũng như đưa ra các chương trình chăm sóc khách hàng, theo đuổi khách hàng nó cũng khác đối với khách sạn A này rồi. Cho nên là khi mà chúng ta xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng thì nó không phải là không có một cái gọi mô hình nào gọi là tối ưu cả, đúng không? Mà nó sẽ có những cái đặc điểm riêng cho mỗi một cái ngành kinh doanh, hoặc là một cái mô hình kinh doanh đặc thù của một cái công ty nào đó, mà chúng ta có thể dựa trên một cái chuẩn chung, một cái bước chung về lý thuyết để chúng ta thiết kế. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem thử là các cái bước, đúng không ạ? Các cái bước như mà cô nói với các bạn đó là sẽ gồm những cái bước nào ha. Rồi thì đây là 6 bước mà chúng ta có thể dựa vào để mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống quản trị quan hệ khách hàng, thì nó sẽ gồm có 6 bước. Thứ nhất là các bạn phải nhận dạng cái đối tượng hữu quan, tức là ai sẽ tham gia vào trong cái việc vận hành cũng như là thực hiện cái hệ thống quản trị quan hệ khách hàng này. Ông giám đốc có tham gia vào hay không, ông bảo vệ có tham gia vào không, người làm marketing có tham gia vào không, cái cô quản trị nhân sự, cái cô kế toán gì đó có tham gia vào trong cái hệ thống này hay không. Thì tùy theo đặc thù của mỗi một cái mô hình kinh doanh, đúng không ạ, thì sẽ có những cái đối tượng hữu quan người ta tham gia vào nó khác nhau, thì chúng ta phải xác định được cái điều đó. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phân tích các cái điều kiện liên quan tới việc là chúng ta xây dựng cái quy trình CRM cũng như là một cái hệ thống CRM trong một công ty, ví dụ như điều kiện về tài chính, là điều kiện về công nghệ, điều kiện về nhân sự, rồi vân vân, rất là nhiều các cái yếu tố liên quan tới việc là chúng ta phải phân tích cái điều kiện để có thể áp dụng cũng như là xây dựng cho công ty của mình hoặc là tổ chức của mình một hệ thống quản trị quan hệ khách hàng nó
tối ưu nhất và tiết kiệm chi phí cũng như là hoạt động hiệu quả nhất. Ở chứ chúng ta không thể thấy là một cái hệ thống quản trị quan hệ khách hàng rất là xịn sò của B&G chẳng hạn, hoặc của IBB chẳng hạn, bây giờ thấy là nó xịn quá, bây giờ mình áp y chang vậy. Đối với tôi tiền không quan trọng, hệ thống của nó xịn tôi sẵn sàng tôi mua, hoặc là tôi book một người, một order, một người coach cho tôi là một cái chương trình y vậy, về áp dụng vô không có hiệu quả gì hết, mà rất là rối rắm, đúng không ạ? Bởi vì nó không phù hợp với lại là cái mô hình kinh doanh của cái doanh nghiệp đó. Rồi chúng ta mới xây dựng cái quy trình CRM và xây dựng cái cơ chế quản trị nữa. Bởi vì khi mà chúng ta thực hiện CRM đó thì phải có cái sự quản lý, đúng không? Phải có cái sự quản lý kiểm soát. Chứ nếu như các bạn xây dựng quy trình hoặc là các bạn tổ chức triển khai một cái gì đó mà các bạn không quản lý thì rõ ràng là nó không có được một cái hiệu quả. Vậy thì chúng ta xây dựng cái cơ chế quản trị như thế nào để mà chúng ta có thể kiểm soát được, ví dụ như là đơn giản, ví dụ như là giờ giấc đi làm này, rồi là báo cáo qua hệ thống như thế nào, vân vân, báo cáo cho ai, các cái tầng lớp quản trị như thế nào để cho nó không bị chồng chéo, để cho nó hiệu quả nhất đó. Rồi chúng ta sẽ xác định các cái tiêu chuẩn hoạt động và cái văn hóa CRM cho từng cái nhóm, từng cái bộ phận, từng cái giai đoạn một. Sau đó là chúng ta bắt đầu thiết kế đi thực hiện thử nghiệm, cũng như là trong cái quá trình thử nghiệm chúng ta sẽ điều chỉnh và nghiệm thu để mà chúng ta có thể cảm thấy hiệu quả hay không hiệu quả. Cái bước cuối cùng là gọi là đánh giá đó các bạn ha. Thì bất cứ một cái chu trình nào, một cái kế hoạch nào thì chúng sẽ có một cái bước đánh giá. Ví dụ như trước đây các bạn học về marketing, đúng không ạ? Các bạn học marketing, các bạn thấy là khi mà các bạn thiết lập một cái chương trình quảng cáo đó, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ có một cái nội dung là đánh giá cái chương trình quảng cáo đó có hiệu quả hay không. Sau khi mà chúng ta set up xong, chúng ta run cái chương trình quảng cáo đó một cái thời gian đủ để phát huy hiệu quả rồi, vậy thì chúng ta phải tiến hành đo lường cái hiệu quả của nó, ở cái doanh số có tăng lên không. Chúng ta phải khảo sát thêm là ví dụ như cái độ nhận biết về thương hiệu, về sản phẩm nó có tăng lên hay không, khách hàng có yêu thích thương hiệu đó hơn hay là không, đúng không ạ? Để mà chúng ta thấy được rằng là chúng ta đúng ở chỗ nào hay chưa đúng ở chỗ nào, hiệu quả làm sao để chúng ta có thể thay đổi cho nó phù hợp. Thì ở CRM cũng vậy, chúng ta phải có cái bước điều chỉnh và nghiệm thu xem được có cái hiệu quả hay là không, để chúng ta có những cái bước thay đổi. Bởi vì là ở trong bất cứ một cái gì cũng vậy, các bạn làm lần đầu thường sẽ không có tốt, đúng không? Chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm trong quá trình làm, rồi chúng ta điều chỉnh thì mới có thể từ từ đưa cái hoạt động đó nó trở nên hiệu quả và nó tốt hơn. Rồi như vậy thì đối với cái giai đoạn mà chúng ta nhận diện cũng như là phát hiện ra các cái đối tượng hữu quan đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta phải có cái người quản trị hệ thống. Người quản trị hệ thống đó, thì cái người quản trị hệ thống này thì họ sẽ tạo cái cơ sở dữ liệu cũng như là cài đặt CRM, thiết lập cấu hình hệ thống, cài đặt tham số hệ thống, thiết lập phân nhóm người sử dụng. Hay nói khác đi là gì ạ? Cái người quản trị hệ thống này là cái host của cái hệ thống đó, tức là có thể là trong công ty có một người, hoặc là mình có thể giao cho một cái nhân viên, nếu công ty đó nằm ở cái phòng IT á các bạn, thì cũng có thể giao cho cái bên IT người ta hỗ trợ, bởi vì người ta rành về các cái phần mềm, các cái công nghệ. Còn bình thường á, những cái công ty nhỏ đó thì các bạn sẽ thấy là họ mua các cái phần mềm CRM nhỏ nhỏ về ha, để sử dụng ở trong công ty của mình, thì bên CRM người ta sẽ cài đặt cho mình luôn ha, cài đặt cho mình luôn. Còn cơ sở dữ liệu thì thật ra cái cơ sở dữ liệu để mà tạo cơ sở dữ liệu này đó, thì ở cái bước này đó là chúng ta gọi là tạo cái khoang để chứa thông tin thôi các bạn ha, tạo cái khoang để chứa thông tin thôi, tức là những cái khoang, những cái luồng để chứa thông tin sau này. Còn lại thông tin ở đâu ra, cái người quản trị hệ thống này họ không thể tạo ra cái cơ sở dữ liệu khách hàng được, mà người ta chỉ tạo cơ sở dữ liệu thôi, tức là một cái hộp để chứa thôi. Còn cái cơ sở dữ liệu khách hàng, tức là cái thông tin của khách hàng, thì chúng ta sẽ nạp từ từ và thông qua cái quá trình chúng ta tương tác với khách hàng, chứ không phải là tự nhiên chúng ta mua cái hệ thống CRM về mình mở ra trời ơi trong đó đầy dữ liệu khách hàng, điều đó không thể có được, đúng không ạ? Rồi thiết lập cấu hình hệ thống này, tham số hệ thống, rồi thiết lập phân nhóm người sử dụng, thì thường người ta cũng đã code ở trong cái phần mềm CRM đó cho chúng ta rồi. Và các bạn cứ tưởng tượng đơn giản là chúng ta mua về nó có rồi, và chúng ta chỉ cần biết là bây giờ cái thao tác mà chúng ta gán, đúng không ạ, chúng ta gán
cái tài khoản cho người quản trị, cho người quản lý là như thế nào. Chúng ta gán cái tài khoản cho nhân viên bán hàng A, gán cái tài khoản nhân viên bán hàng B, đúng không ạ? Để mà chúng ta quản lý họ, cũng như là để người ta họ làm việc trên cái tài khoản của mình. Thì cái đó là nó có hướng dẫn sử dụng ở bên các cái công ty cung cấp phần mềm CRM cho chúng ta rồi. Họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Đối tượng thứ hai là cái nhà quản lý, tức là các bạn là người mở công ty ra thì các bạn cũng phải nắm được, tức là các bạn sẽ được set một cái account. Đúng không? Cái mạng set một cái account là các bạn là người quản lý hệ thống, tức là giám đốc đó, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ không thực hiện các cái thao tác, tức là các bạn không tạo cơ sở dữ liệu khách hàng, các bạn cũng không theo dõi khách hàng, các bạn cũng không theo dõi cơ hội bán hàng, không gửi email, không nói chuyện với khách hàng, nhưng mà các bạn sẽ quản lý tình hình kinh doanh chung của công ty, rồi là quản lý và cũng như là theo dõi cái tiến độ và cái hiệu quả làm việc của nhân viên của mình, đúng không ạ? Trong suốt cái quá trình đó, tức là các bạn truy cập vào cái tài khoản, nó sẽ ví dụ như các bạn xuất báo cáo vào cái thời điểm nào đó thì các bạn sẽ thấy được rằng là tổng quan là có bao nhiêu list, đúng không ạ? Có bao nhiêu buyer, có bao nhiêu khách active customer, tức là khách hàng active thì là cái khách hàng mà họ là khách hàng trung thành và họ có thể mang lại cho mình nhiều lợi nhuận, nhiều cái share of customer, cũng như họ có thể có một cái hiệu quả word of mouth nó cao, đúng không ạ? Thì mỗi công ty người ta sẽ quy định khi nào thì chuyển thành cái active customer. Ví dụ như là khách hàng mua hàng một năm trở lên thì chuyển thành active customer chẳng hạn. Rồi các bạn cũng có thể là xem hoặc là kiểm tra, nhắc nhở từng nhân viên của mình, đúng không ạ? Từng nhân viên của mình trong cái quá trình làm việc. Ví dụ như là các bạn thấy là ví dụ đột xuất các bạn vào, các bạn kiểm tra, các bạn thấy tới thời điểm này là cái list này là đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa liên hệ lại chẳng hạn, và cái list này thì nằm ở trong cái nhóm khách hàng do cái cô nhân viên A này cổ quản lý, thì các bạn có thể là nhắn một cái tin nhắn trên cái hệ thống đó, đúng không ạ? Hoặc là gửi một cái nhắc nhở trên hệ thống, nó nhắc nhở cái cô A này là kiểm tra lại, liên lạc với lại cái list đó, đúng không? Tức là các bạn có thể vào kiểm tra như vậy thì nó các bạn thấy nó dễ không ạ? Nó dễ hơn nhiều so với cái việc là các bạn không sử dụng cái hệ thống công nghệ. Nên là các bạn cũng không biết là mình có bao nhiêu khách hàng, rồi cũng không biết là nhân viên của mình nó đang bán hàng cho bao nhiêu người luôn á. Mình nó bán như thế nào mình cũng không biết luôn, đúng không ạ? Tại vì đâu phải là lúc nào cũng báo cáo hết cho mình đâu. Ví dụ những khách hàng hoặc là những cái deal mà không tốt, hay là những khách hàng mà cái cô nhân viên này cảm thấy là ghét bỏ gì đó chẳng hạn, bán hàng cho người yêu mới của người yêu cũ chẳng hạn, đúng không? Không chăm sóc hiệu quả chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta có thể kiểm soát được. Rồi đối với nhân viên, tức là những cái người mà trực tiếp gọi là thao tác cũng như là sử dụng cái hệ thống quản trị quan hệ khách CRM này đó, thì công việc của họ sẽ là phải tạo cơ sở dữ liệu khách hàng. Thì lát nữa các bạn sẽ thấy là cái việc mà chúng ta tạo cái cơ sở dữ liệu khách hàng thì nó dễ chứ nó không có khó ha. Tức là các bạn cứ nhập cái thông tin vô thôi. Các bạn cứ nhập hết cái thông tin vô thôi. Nhưng mà cái quan trọng là các bạn sử dụng cái cơ sở dữ liệu khách hàng này như thế nào cho nó hiệu quả mới là vấn đề nè. Đúng rồi, các bạn có thông tin là một chuyện, còn các bạn sử dụng cái thông tin này như thế nào lại là một chuyện khác. Đúng không ạ? Và có thể là cái cơ sở dữ liệu khách hàng, hai công ty nó có cái số lượng cơ sở dữ liệu khách hàng, tức là cái lượng thông tin về khách hàng như nhau, nhưng công ty A thì rất thành công, còn công ty B thì cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Ô như vậy thì tôi cũng sử dụng CRM mà, tôi cũng là có cơ sở dữ liệu khách hàng, tôi lưu trữ rất là kỹ, rồi thông tin của tôi thậm chí là còn nhiều hơn là bên A nữa, mà tại sao vậy ta? Tại sao vậy các bạn? Đúng không ạ? Khi mà các bạn học nghiên cứu marketing á, thì các bạn thấy đó là gì ạ? Các bạn sử dụng thông tin để ra quyết định, và quan trọng là các bạn phân tích cái thông tin đó và cái tầm nhìn của các bạn và cái gọi là cái thông tin đó các bạn sẽ nhận điều gì thông qua cái thông tin đó. Cô nói với các bạn là hôm nay trời nóng ghê đó các bạn ơi, đúng không ạ? Xong rồi một bạn trả lời là dạ hôm nay nóng thiệt, các cô dự báo thời tiết 40 độ C, đúng không ạ? Đó là một cách phân tích thông tin của một bạn, đúng không ạ? Còn một bạn khác là sao ạ?
đi mua cho cô một chai nước. Tại vì các bạn hiểu ngầm ý của cô là hôm nay nắng quá, cô đang khát nước quá. Đúng không? Vậy là một cái thông tin, các bạn tiếp nhận một cái thông tin giống nhau, là cô nói là trời ơi hôm nay sao mà nóng dữ vậy, giờ này nóng quá đổ mồ hôi hột. Đúng không? Nhưng mà hai bên phản ứng khác nhau bởi vì phân tích cái thông tin do cô đưa ra nó khác nhau. Vậy thì khi mà chúng ta tạo cơ sở dữ liệu khách hàng là một chuyện, nhưng mà chúng ta phân tích cái cơ sở dữ liệu khách hàng nó như thế nào, đúng không ạ? Và từ cái việc phân tích thông tin đó, chúng ta đưa ra những cái chiến lược, đưa ra những cái quyết định về tác nghiệp như thế nào, đó mới là quan trọng. Chứ không phải là các bạn cứ ứng dụng cái CRM, tôi mua hệ thống CRM mà sao tôi không thành công, bởi vì đó là một cái công cụ hỗ trợ cho chúng ta thôi. Còn lại cái chiến lược, cái nhìn nhận cái vấn đề, cái phân tích cái người tiêu dùng cũng như những cái thông tin đó là do mình, đúng không ạ? Do mình. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Nhân viên này cũng sẽ gọi là thực hiện các cái công việc hàng ngày của mình, ví dụ như là các bạn lên kế hoạch công việc nè, rồi là tạo gọi là chúng ta cũng có thể nhân viên này cũng có thể đi tìm kiếm khách hàng mục tiêu, đúng không? Ví dụ như là gọi điện hoặc là gửi email hoặc là nhắn tin để tìm kiếm khách hàng, đó là các bạn sẽ tạo, đúng không ạ? Và theo dõi các cái cơ hội bán hàng. Cái cơ hội bán hàng này có thể do mình tạo ra hoặc là do người ta gọi tới hoặc là do một cái nguồn nào đó đem tới cho chúng ta, thì chúng ta đưa hết là cơ sở dữ liệu khách hàng, chúng ta phân loại ra, đúng không ạ? Và mỗi một nhóm khách hàng như vậy thì có một cái quy trình theo đuổi khách hàng mà chúng ta đã quy định, quản lý email nè, rồi thực hiện các công việc ví dụ như là tạo báo giá nè, rồi là phản hồi cho khách hàng nè, rồi là thương lượng nè, trả lời các cái thắc mắc của khách hàng, xử lý những cái đơn đặt hàng, viết những cái hợp đồng gửi cho khách hàng, sửa chữa hợp đồng, vân vân, đúng không ạ? Rồi là chuyển chuyển khi mà cái list của chúng ta thành cái buyer rồi đó, thì có thể là chúng ta chuyển cho một bên, một thông điệp cho một bên tiếp theo, đó là ví dụ như bên kế toán, bên tài chính sẽ đảm nhiệm cái công việc đó là thanh toán cho khách hàng chẳng hạn. Rồi thì để mà chúng ta có thể kinh doanh và hoạt động một cách hiệu quả đó, thì cái người quản trị hệ thống thì ở đây chúng ta xem họ là bên IT rồi, đúng không các bạn? Bên IT tức là bên cái công nghệ rồi, hoặc là chúng ta mua về rồi, thì còn lại hai cái nhóm là nhà quản lý và nhân viên phải tập trung vào cái việc là phải phát họa được cái chân dung khách hàng của mình, đúng không? Chú trọng vào khách hàng, đó là cái đối tượng cuối cùng, đối tượng khách hàng, đúng không? Thì chúng ta phải chú ý tới những cái đặc điểm về nhân khẩu của họ này, đặc điểm về tiêu dùng này, đặc điểm ở trong mua hàng này, đặc điểm về tâm lý, về văn hóa, về xã hội, về tính cách, rồi là về cái hành vi mua sắm họ thuộc cái nhóm nào và họ quan tâm tới những cái điều nào, đúng không? Để mà chúng ta có thể đưa ra một cái chương trình CRM hiệu quả. Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta đã nhận diện được các cái đối tượng hữu quan rồi đó, thì các bạn sẽ phải đi qua cái bước thứ hai, đó là phân tích các cái điều kiện. Thì cô nói như các bạn hồi nãy đó, chúng ta sẽ phân tích tất cả các cái điều kiện liên quan, ví dụ như là thực trạng của ngành kinh doanh, thì chúng ta phải quan tâm tới cái xu hướng. Các bạn phân tích điều kiện này để làm gì ạ? Để các bạn từ đó các bạn set up hoặc là các bạn đưa ra những cái chiến lược, những kế hoạch kinh doanh hiệu quả đó. Cho nên là các bạn cũng phải, không phải là chỉ quan tâm tới khách hàng không, mà phải quan tâm tới những yếu tố khác nữa. Khách, tại vì chúng ta có đối thủ cạnh tranh ở trong này, không phải một mình bán cho khách hàng của mình, mà rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác. Rồi cái xu hướng phát triển của ngành, xu hướng phát triển của công nghệ, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hành vi của người tiêu dùng. Thì là chúng ta sẽ quan tâm tới cái xu hướng phát triển của ngành này, rồi là đối thủ cạnh tranh của chúng ta hiện tại là ai, họ đang kinh doanh những cái sản phẩm nào, thị trường của họ ra làm sao, họ sử dụng những cái chiến lược như thế nào. Ví dụ như là họ tập trung vào chất lượng sản phẩm hay họ tập trung vào là chất lượng về dịch vụ, đúng không ạ? Hay họ tập trung vào việc là tối ưu hóa chi phí cho khách hàng, tức là cung cấp sản phẩm với một mức giá rẻ. Thì chúng ta phải xem thử là chúng ta có thể cạnh tranh lại trực tiếp với họ trong những cái chiến lược đó hay không, hay là nếu như mà chúng ta không theo đuổi họ được về cái chất lượng về sản phẩm, thì chúng ta có thể chọn cho chúng ta một cái hướng, đó là chúng ta tối ưu hóa chất lượng dịch vụ, hoặc là chúng ta
tăng cái dịch vụ về bảo hành, hoặc là những cái dịch vụ bảo đảm sau khi mua, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta tập trung vào việc là kiểm soát chi phí để mà bán cho họ một mức giá rẻ hơn, thì khách hàng sẽ có một sự lựa chọn. Rồi là chúng ta sẽ quan tâm tới cái điều kiện của doanh nghiệp. Ví dụ như là những cái yếu tố về con người, thông tin, rồi là khách hàng mục tiêu, khách hàng bên trong, khách hàng bên ngoài, những cái đối tác chiến lược kinh doanh của mình, rồi là các cái hệ thống phân phối, nói chung là chiến lược marketing 4B này, đúng không ạ? Rồi những cái chiến lược về về kinh doanh đối với khách hàng của chúng ta như thế nào, điều kiện của khách hàng mục tiêu của chúng ta, thì cái tiềm năng mua hoặc là cái khả năng sinh lời của khách hàng của mình là cao hay là thấp, thì chúng ta đánh giá để mà có cái chương trình theo đuổi phù hợp, cũng như là cái đầu tư của chúng ta vào việc đó là giữ chân khách hàng, đặc điểm mua dùng và tiêu sắm của họ như thế nào. Tức là chúng ta phải hiểu về khách hàng và các cái điều kiện khác, ví dụ như là điều kiện vĩ mô này, bệnh tật, rồi là điều kiện về kinh tế, điều kiện về công nghệ, phát triển về công nghệ, vân vân. Các bạn thấy là cái sự chuyển đổi trong cái 4.0 hiện nay nó tác động rất là nhiều tới các cái doanh nghiệp, từ cái việc là kinh doanh đến cái việc là quản lý nhân sự, đến cái việc là sản xuất. Đó, trước đây là các bạn phải tuyển nhân viên về, đúng không? Mỗi nhân viên đã đứng làm việc, còn bây giờ các bạn chỉ cần nhập một cái hệ thống máy móc tự động, chỉ cần một hoặc hai người điều khiển cái hệ thống máy móc đó thôi, thì chúng ta đã có thể vận hành nguyên một cái hệ thống máy móc rồi, thay đổi rất nhiều thứ. Vậy thì nó cũng sẽ tác động tới cái hành vi mua của khách hàng, đúng không? Hành vi mua của khách hàng, ví dụ như là cái nơi họ tìm kiếm thông tin, cái nơi họ tham khảo thông tin, đúng không ạ? Cái nơi họ, các cái điểm tiếp xúc của họ cũng sẽ khác nhau và đa dạng hơn, rồi họ bị tác động bởi nhiều các cái yếu tố mới hơn, thì chúng ta cũng phải quan tâm tới cái sự phát triển của công nghệ tác động tới các yếu tố khác như thế nào. Rồi là chúng ta cũng quan tâm tới những cái đối tác cung ứng các cái dịch vụ cho chúng ta nữa, đúng không? Ví dụ đơn giản như là các bạn xem thử là ở Việt Nam của chúng ta bây giờ, các bạn cần mua một cái hệ thống CRM đã biết sẵn về cho doanh nghiệp của mình, thì các bạn có thể mua ở doanh nghiệp nào, đúng không? Rất nhiều các cái doanh nghiệp cung ứng, ví dụ như là quản trị toàn bộ hệ thống thì là có CRM của Misa, đúng không? Misa thì là gọi là quản trị toàn hệ thống luôn. Nhưng mà có những doanh nghiệp họ không cần cái điều đó, tại họ doanh nghiệp nhỏ, hoặc là các bạn mở một cái cửa hàng bán lẻ hoặc một cái mini mart ra thôi để mà các bạn bán thôi, thì các bạn không cần phải là quản lý các chi nhánh, quản lý các cửa hàng, các bạn cũng không quản lý nhân viên trên thị trường, các bạn cũng không quản lý nhà phân phối, mà các bạn cũng không quản lý đối tác của mình luôn. Các bạn chỉ quản lý đúng cái việc là các bạn làm gì, nhập hàng vô, đúng không? Kiểm tra hàng trong kho, đúng không ạ? Rồi kiểm tra số lượng hàng, rồi quét quét mã đi ra, tính tiền, đúng chưa? Tính tiền xong rồi là tổng kết trong ngày, giá vốn, lời, doanh thu hàng ngày là bao nhiêu. Đó. Vậy thì các bạn chỉ cần mua cái phần gọi là cái phần mềm bán hàng thôi, đúng không? Nó tiết kiệm chi phí cho chúng ta hơn. Thì cái phần mềm bán hàng, ví dụ như là có CRM Việt, rồi có gì nữa nhỉ? Có Kiosk Việt, đúng không? Rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ xem thử là chúng ta các cái đối tác cung cấp các cái hệ thống này nó có nhiều hay là không, cũng như là những cái đối tác khác. Ta là các bạn sẽ xây dựng cái hệ thống CRM, thì như là cô nói lúc trước là gì, chúng ta không có một quy trình chung nào hết, và chúng ta chỉ dựa trên một cái nguyên lý là cái hoạt động của một cái công ty nó như thế nào, chúng ta phải hiểu các cái nội dung cũng như là các cái hoạt động của công ty để mà chúng ta chọn hoặc là thiết kế được một cái chương trình CRM nó phù hợp, để mà nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc là quản lý các cái điểm tiếp xúc, quản lý theo dõi các cái khách hàng tiềm năng, rồi là chăm sóc những cái khách hàng của chúng ta,
để mà xây dựng mối quan hệ, từ đó phát triển mối quan hệ cũng như là khai thác cái giá trị từ những mối quan hệ này. Thì bởi vì nó không có một cái quy trình nào cả, cho nên là cô không thể nào vẽ cho các bạn gọi là bây giờ các bạn phải làm theo cái này, không có. Cho nên cô chỉ lấy một cái ví dụ ở đây cho các bạn thấy thôi ha. Thì đây là một cái hệ thống CRM mà nó được phối hợp rất là nhiều các cái bộ phận khác nhau. Ở đây các bạn sẽ thấy có bộ phận marketing đúng không, bộ phận sale, bộ phận hỗ trợ support đó, rồi là bộ phận kế toán nữa đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái bộ phận này sẽ cùng tham gia vào trong cái hệ thống này, tức là khi mà chúng ta nhận diện các cái đối tượng hữu quan đó thì chúng ta cũng phải thấy là bộ phận marketing cũng có ở đây, sale đúng không ạ, sale rồi bộ phận hỗ trợ rồi là bộ phận tài chính kế toán nữa. Thì các bạn thấy là ví dụ như khi các bạn nhìn vào cái sơ đồ cái quy trình này nè, các bạn thấy là rất là nhiều bước khác nhau đúng không ạ? Thì chúng ta phải xác định được rằng là ở mỗi bước như vậy đó, công ty của chúng ta có cái gì. Ví dụ bây giờ các bạn có một cái cửa hàng bán lẻ hoặc là một cái mini mart thôi, thì thật ra là các bạn không có bộ phận marketing, tức là các bạn không có làm chiến lược marketing đúng không, các bạn không có chạy quảng cáo, mà các bạn cũng không có các cái gọi là cái chương trình để thu hút khách hàng, gọi là chiến 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 dịch đó ha, những cái chiến dịch tiếp thị vân vân thì cũng không có luôn. Cho nên là chúng ta sẽ phải linh động tùy theo các cái điều kiện kinh doanh cụ thể của một cái doanh nghiệp. Thì ở đây nè, ở phân tích sơ sơ cái quy trình này để cho chúng ta thấy, thì các bạn sẽ thấy là ở cái số 1 này, ở cái số 1 tức là chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chiến dịch tiếp thị ha, thì để mà chúng ta tìm ra, để mà chúng ta thu hút cái khách hàng mục tiêu, thu hút khách hàng mục tiêu thông qua chiến lược tiếp thị của mình. Ví dụ như là chúng ta có thể là gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng, hoặc là email marketing, hoặc là sử dụng những cái marketing kéo, rồi vân vân, khảo sát thị trường để mà chúng ta có thể là tìm ra hoặc là thu hút những khách hàng mục tiêu. Và khi có những cái khách hàng, xác định được khách hàng mục tiêu rồi đó, thì chúng ta bắt đầu tương tác họ, cũng như là xác thực xem thử có họ có đúng là khách hàng mục tiêu không, tức là họ khi mà các bạn thu hút thì rất là nhiều người quan tâm đúng không, nhưng mà có thể là khi họ quan tâm được, tức là ví dụ như khi mà các bạn thấy một cái quảng cáo đúng không, thì các bạn thấy ồ cái này hay ghê, cái này phù hợp ghê, nhưng mà khi các bạn tìm hiểu kỹ được, các bạn đọc hoặc các bạn thấy được cái sản phẩm đó rồi, các bạn phát hiện ra một điều đó là gì, ủa cái sản phẩm này hình như là cái độ tuổi của mình là quá tuổi rồi hoặc là chưa tới tuổi sử dụng, thì rõ ràng không phải là khách hàng mục tiêu nữa rồi, nhưng mà các bạn vẫn quan tâm đúng không ạ? Vậy thì ở trong cái sale này, khi mà chúng ta chuyển từ cái khách hàng mục tiêu qua cái list đó, qua cái có phải là khách hàng từ, thì chúng ta phải xác định xem thử là nhiều đầu mối hội thực sự thôi, thì chúng ta phải muốn mua sản phẩm của mình luôn, nhưng mà không đủ tiền, hoặc là sản phẩm của đáp ứng nhu cầu của họ đúng không ạ? Khi mà từ cái list rồi đó, chúng ta phải chăm sóc và xác thực thêm một cái lần nữa, xem thử là họ có phải là cơ hội hay là không, đúng chưa? Rồi là chúng ta sẽ tạo cái cơ hội bán hàng, hoặc là nếu như mà họ mua luôn đó thì chúng ta sẽ chuyển họ qua bên cái khu vực đó là khách hàng tiềm năng, tức là chúng ta sẽ ghi nhận đúng không ạ, ghi nhận và bán hàng thành công. Nếu như chúng ta bán hàng thành công rồi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tạo hợp đồng này đúng không ạ, rồi ví dụ như ở trong này là cái công ty này người ta có sản xuất gì đó thì người ta tiếp tục cái dự án sản xuất này, rồi bàn giao sản phẩm dịch vụ vận chuyển này. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta chuyển khách hàng thành cái buyer rồi đó, thì sẽ có cái sự hỗ trợ của bên support này
Đúng không? Ví dụ như là tiếp nhận cái phản hồi từ khách hàng này, rồi là quản bên tham gia thì sẽ là phụ thuộc vào từng cái công ty một, đúng không? Ví dụ như cái công ty này nè, cái người bán hàng người ta thu tiền luôn thì làm gì có cái chuyện mà chuyển qua bên cả trình, đúng không? Cho nên là nó phải phụ thuộc, chứ không phải phụ thuộc vào cái thực tế kinh doanh của mỗi cái doanh nghiệp, chứ không phải là mình cứ áp dụng vô theo đúng cái mô hình này là không phải. Cho nên là nó phải linh hoạt và nó phải phù hợp với từng cái hệ thống ha các bạn ha, từng cái doanh nghiệp một. Rồi cái bước tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ xây dựng cái tiêu chuẩn hoạt động cũng như là cái văn hóa xem, hay nói khác đi là chúng ta xây dựng cái chuẩn mực đáp ứng nhu cầu khách hàng ở trong từng cái giai đoạn, hay còn gọi là cái service level agreement đó. Thì đó là gọi tắt là cái SLA ha. Cái SLA thì chúng ta phải xây dựng chung cho doanh nghiệp, sau đó là chúng ta sẽ modify nó ra, customize nó ra cho từng khách hàng, được không, hoặc từng nhóm khách hàng. Nhưng mà chúng ta phải có cái xây dựng được cái chuẩn cho trong doanh nghiệp trước, chuẩn cho toàn bộ doanh nghiệp trước cái đã. Rồi khi mà chúng ta xây dựng cái chuẩn SLA này đó thì chúng ta phải đưa ra những cái quy định, đúng không ạ, mà chúng ta phải thực hiện đúng như cái quy định mà chúng ta đã cam kết. Ví dụ như là mình đưa ra một cái quy định về dịch vụ chuẩn mực trong xử lý khiếu nại, đó là tiếp nhận thông tin khiếu nại, đúng không ạ, và phản hồi chậm nhất là trong vòng 30 phút. Thì đúng, trong vòng 30 phút, có xử lý được khi không xử lý được hay cái gì thì cũng phản hồi lại cho người ta là chị ơi chị thông cảm giùm, bên em hôm nay quá tải cho nên là cái khiếu nại của chị em có thể dời lại buổi chiều được không. Tức là chúng ta chưa xử lý được, chưa tiếp nhận được, nhưng cũng phải phản hồi lại cho người ta trong vòng 30 phút đó, đúng không ạ. Rồi phản hồi đúng không ạ, xử lý tức là khắc phục cái sự cố trong vòng bao nhiêu lâu. Rồi ai sẽ là người tiếp nhận cái này. Ví dụ như là cô là cái người trực điện thoại đó, cái người mà tiếp nhận cái thông tin phản hồi từ khách hàng khi mà họ gọi tới, họ nói là em ơi sao là mạng internet nhà chị sử dụng không được. Cô là người tiếp nhận nhưng cô không phải là cái người đi sửa, đúng không các bạn, cô chỉ là người tiếp nhận. Vậy vậy thì cô phải chuyển cái thông tin này cho ai, đúng không, đó chính là cái chuẩn mực trong xử lý đó. Tức là các bạn phải quy định luôn là bây giờ cái người ngồi nghe điện thoại, tiếp điện thoại này là sẽ ghi lại, và ghi lại ở đâu, ghi lại trên một cái hệ thống, đúng không, ví dụ lên một cái phần mềm, đúng không, để chuyển qua. Tức là cô gọi lên nó, cô enter cái là nó nhảy qua bên cái bộ phận kia thì bên bộ phận kia sẽ tiếp nhận. Hoặc nếu như công ty không có cái đó thì cô phải ghi một cái phiếu và cô đi bộ từ cái bàn của cô qua bên cái phòng kia, cô đưa cho cái ông đó, bắt ông ký tên là tôi đưa cho anh rồi nghe, anh đây xử lý đi nha, đúng không. Chúng ta phải quy định cái chuẩn mực xử lý như thế nào đó. Rồi cái ông mà ông tiếp nhận này đó, ông sẽ điều phối cái ông mà kỹ sư đi sửa ở ngoài kia kìa, ai gọi điện là em ơi em đang ở đâu đó, chút nữa là 10 giờ là em tới cái địa chỉ này sửa, là cái sự cố nó bị như thế này, bị như thế kia. Đúng rồi, chúng ta phải xây dựng một cái chuẩn mực như vậy. Và nếu như chúng ta đã xây dựng thì chúng ta phải có cái quá trình chúng ta kiểm soát quản lý để mà đảm bảo việc là thực hiện đúng y như vậy, chứ không phải là gọi điện tới chị ơi em bị để đó xong rồi cái quên luôn là không được nha các bạn nha. Cho nên là chúng ta phải xây dựng các cái chuẩn mực. Thì xây dựng cái chuẩn mực này đó thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào trong cái bao nhiêu chuẩn mực, thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái đặc thù từng cái doanh nghiệp họ đang kinh doanh, cái hình thức họ kinh doanh như thế nào, đúng không. Ví dụ như ở đây người ta có nêu ra là chuẩn mực trong giao tiếp với khách hàng này, trong tư vấn nghiên cứu nhu cầu khách hàng này, chuẩn mực trong xử lý đơn hàng nè, rồi chuẩn mực trong cung ứng sản phẩm dịch vụ, rồi trong chuẩn mực trong xử lý khiếu nại. Thì nó sẽ là đưa ra một số các cái chuẩn mực gọi là theo các cái bước bán hàng, các cái nội dung bán hàng của chúng ta. Còn nếu công ty các bạn phát sinh ra thêm một giai đoạn gì đó nữa, ví dụ như đi khảo sát cái thị trường thì mới tư vấn được cho người ta, đúng không. Vậy thì cái chuẩn mực trong khi đi gọi là cái này cũng thuộc loại là tư vấn nghiên cứu nhu cầu đó, đúng không, thì nó ở trong đó. Nhưng mà cụ thể nó là cái gì thì tùy. Ví dụ như là các bạn cung cấp cái dịch vụ gọi là xây dựng một cái gì đó, thì các bạn phải đi khảo sát cái khu vực đó xem tưởng là xây dựng cái hướng nào, hoặc là tư vấn cho khách hàng như thế nào, đúng không ạ. Rồi còn nếu như mà khách hàng chỉ đi mua một bộ đồ đi đăng đám cưới thôi thì đơn giản là chúng ta chỉ tư vấn trực tiếp tại cửa hàng thôi, đúng không ạ. Cho nên là
sẽ tùy theo các cái hoạt động kinh doanh cụ thể, các cái ngành nghề mà chúng ta có những cái chuẩn mực riêng nha các bạn nha. À, rồi khi mà chúng ta thiết lập cái thỏa thuận cấp độ dịch vụ này đó thì chúng ta sẽ quan tâm tới một số các cái yếu tố như sau. Thì khi mà các bạn thiết lập cái SLA này á thì thật ra nó chỉ là một cái tài liệu ha, mô tả cấp độ, tức là cái mức độ mong muốn của khách hàng từ một cái nhà cung cấp về một cái yếu tố nào đó, và chúng ta sẽ sử dụng một cái thước đo để mà đo lường. Và nếu như mà chúng ta có cái thước đo để đo lường rồi đó thì chúng ta cũng sẽ áp dụng một số các cái hình phạt nếu có, nếu như mà cái thỏa thuận này nó không không nó không có đạt được. Ví dụ như là các bạn cam kết với khách hàng là có thể sửa chữa cái đó trong vòng 1 ngày 2 ngày gì đó, mà không sửa chữa được các bạn phải đền cho họ cái mới chẳng hạn. Đó là cái đền bù ha. Thì cái SLA này thường là cái thỏa thuận giữa công ty và nhà cung cấp bên ngoài, nhưng nó cũng có thể là cái thỏa thuận giữa các cái bộ phận trong trong một công ty. Tức là cái SLA này các bạn có thể là thiết lập cho khách hàng và cũng có thể thiết lập để mà kết nối các cái bộ phận, như ví dụ như hồi nãy cô nói đó là cái quy trình mà tiếp nhận cái thông tin khiếu nại của khách hàng á, thì là các bạn cũng phải thiết lập cái thời điểm đúng không, cái thời gian xử lý những cái thông tin này do ai xử lý và qua những bộ phận nào, và cái thời điểm tối đa được phép xử lý và phản hồi lại là bao nhiêu, chúng ta phải quy định. Đó là cái đó là ở trong nội bộ của công ty rồi. À, thì cái chúng cơ sở để thiết lập cái SLA này nhá, thì thứ nhất chúng ta quan tâm tới cái độ hữu hình. Thì cái độ hữu hình đó chính là cái sự hiện diện cũng như là cái mức độ đáp ứng của cái trang thiết bị phục vụ, hoặc là con người, thì bao gồm cả là trang phục nè, rồi là trang điểm nè, đối với những cái người mà họ ở bộ phận lễ tân hoặc là cái bộ phận gọi là bán hàng trực tiếp với khách hàng á. Và thậm chí là những cái người đi bảo hành cũng phải bận một cái bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng gì trên người, nhìn cho nó chuyên nghiệp, nó giống như người người thợ sửa chuyên nghiệp vậy đó các bạn, chứ không phải là bận quần jean áo sơ mi hoặc là bận một cái quần jean rách rưới hoặc bận một cái quần tà lỏn đi tới hả, thì tự nhiên khách hàng cảm thấy không có tin tưởng được nó đúng không. Rồi các nguyên nhân vật liệu, hoặc là các cái kênh để mà chúng ta có thể truyền tải cái thông tin để mà hỗ trợ cho khách hàng, đó là cái độ hữu hình. Thứ hai là cái độ đáng tin cậy. Thì cái độ đáng tin cậy ở đây là cái khả năng thực hiện các cái dịch vụ như đã hứa một cách chính xác và đáng tin cậy. Ví dụ như là các bạn nói với khách hàng đó là nếu mà có vấn đề gì xảy ra là nhân viên bên em sẽ xuống hỗ trợ chị trong ngày, đúng không ạ? Vậy thì phải thực hiện cho nó được, chứ đừng có để qua ngày hôm sau hoặc là hôm sau nữa. Đó là độ đáng tin cậy, tức là mình thiết lập ra thì mình phải thực hiện được. Cái thứ ba là mức độ đáp ứng, tức là chúng ta phải có cái sự sẵn sàng trợ giúp khách hàng cũng như là cái sự phản hồi một cách nhanh nhạy nhất có thể. Thực ra là các bạn biết không, cái tâm lý của cái người tiêu dùng đó, họ vui lắm. Ví dụ như cô nói như các bạn hồi nãy đó, họ phản hồi lên là chị cần sửa cái này đúng không ạ, và chị cần rất là gấp, em cho người xuống liền nha, đúng không ạ? Và công ty của các bạn á hiện tại là vì một cái sự cố gì đó cho nên là không còn người để đi hỗ trợ nữa, thì thay vì để cho khách hàng là đợi để cho cái ông kia ông sửa xong ông tới ông sửa đó thì mất 1 tiếng đồng hồ, quá 1 tiếng đồng hồ đúng không ạ, thì khách hàng sẽ rất là phật lòng. Nhưng mà giả sử như chị 30 phút sau có một người gọi điện tới, chị ơi chị thông cảm giùm cho em, chị đợi thêm nửa tiếng nữa hoặc 1 tiếng nữa thôi là nhân viên bên em tới, bởi vì như thế này như thế kia. Tức là cái mức độ đáp ứng ở đây không phải là đáp ứng để mà giải quyết được cái vấn đề đâu, mà có thể là cái mức độ đáp ứng về thông tin, cái độ độ gọi là cái độ đảm bảo các bạn, cái độ cái sự đảm bảo rằng là cái sự cam kết bằng lời rằng là mình sẽ đáp ứng được cho họ cũng là tạo ra niềm tin rồi. Cái thứ tư là cái độ đảm bảo, thì cái độ đảm bảo đó gọi là khi nào mà dịch ra tiếng Việt thì nó cũng không có chính xác lắm đó các bạn ha. Cái assurance thì thật ra là
cái mức độ tin tưởng ha, cái sự đảm bảo ha, là nó thể hiện thông qua những cái kiến thức nè, rồi là cái phong cách phục vụ này, cái độ hiểu biết nè của nhân viên, đúng không, để tạo ra một cái sự tin tưởng, một cái sự đảm bảo gì đó vô hình mà khách hàng cảm thấy được khi mà họ tới họ mua sắm hoặc là họ họ, họ tương tác với nhân viên bên mình. À, ví dụ như khi mà các bạn đi mua một chiếc xe máy, một chiếc xe ô tô hoặc là một cái máy móc thiết bị gì đó, thì cái người mà tư vấn cho các bạn á, họ tỏ ra là họ rất là thông thạo về cái máy móc thiết bị đó, và họ tư vấn cho các bạn và họ nói những cái kỹ thuật, hoặc là họ nói những cái vấn đề mà rất là logic mà chúng ta cảm thấy là rất là tin tưởng luôn, đúng không ạ? Đó chính là gọi là cái độ đảm bảo. À, từ cái kiến thức này, từ cái thái độ này, từ cái khả năng phục vụ của nhân viên để khách hàng cảm thấy yên tâm hơn đó, thì cái đó gọi là cái độ đảm bảo. Và cuối cùng là cái độ cảm thông, tức là các bạn có thể hiểu đó là cái sự chăm sóc cá nhân, tương tác trực tiếp qua lại giữa cái người cung cấp dịch vụ hay còn gọi là người bán đó, mà cái doanh nghiệp đó dành cho khách hàng. Ví dụ như là thông qua những cái lời lẽ, ví dụ như người ta tới người ta la om sòm đúng không, thì mình có thể là sử dụng những cái câu nói hoặc là những cái hành động như thế nào đó để mà thể hiện cái sự cảm thông, cái sự thấu hiểu khách hàng, cái sự chăm sóc cá nhân trực tiếp qua lại. Các bạn có thể hiểu là như vậy ha. Cái này các bạn đọc ở trong cái tài liệu tiếng Anh của mà cô cung cấp cho các bạn á, cái quyển mà CRM á, thì nó sẽ giải thích rất là rõ. Tuy nhiên các bạn chịu khó dịch một tí thôi, nhưng mà khi mà các bạn dịch như vậy thì các bạn sẽ nắm được chứ, cái này khi mà các bạn dịch dịch qua tiếng Việt để mà triển khai, để mà nói, để cho mà chúng ta hiểu thì tự dưng nó rất là khó, cho nên là các bạn sẽ đọc thêm ở trong đó ha các bạn ha. Rồi, khi mà chúng ta thiết lập cái thỏa thuận cấp độ dịch vụ này nè, thì chúng ta phải đưa ra cái định hướng ưu tiên. Ví dụ như là cái tiêu chuẩn dịch vụ định hướng khách hàng á, thì nó của Dun & Bradstreet Information Service á, thì nó sẽ cam kết là điều tra của công ty được thực hiện nhanh chóng. Tức là khi mà đây là một cái công ty cung cấp cái việc là giống như mua bán thông tin đó, đúng không? Các bạn cần thông tin gì các bạn có thể order họ để mà họ họ khảo sát hoặc là cung cấp những cái thông tin đó cho các bạn. Thì họ cam kết là cái điều tra của công ty được thực hiện nhanh chóng, đúng không? Đó là cái cam kết của mình. Nhưng mà cái chuẩn SLA là gì? Nó phải cụ thể, đó là thời gian trả lời là 36 tiếng. Trước đây là 7 ngày nhưng bây giờ là 36 tiếng thôi. Thì chúng ta phải làm thế nào đó để giảm từ 7 ngày xuống còn 36 tiếng, đó là việc của mình. Nhưng mà cái SLA nó thể hiện ở đây là cái cam kết với khách hàng là trả lời còn 36 tiếng thôi. Đó. Còn cái công ty phần mềm Chris Plan á, thì người ta sẽ nhanh chóng trả lời về vấn đề kỹ thuật và đảm bảo thời gian trả lời trong vòng 1 tới 3 giờ. Còn cái OSL đó thì người ta sẽ xác định là gì? Trả lời nhanh chóng, thường xuyên liên lạc với khách hàng. Nhưng mà các bạn thấy là gì? Cái câu thứ nhất, cái câu thứ nhất của cả ba cái công ty này đó là cái phát biểu thôi, cái mệnh đề để chúng ta phát biểu ra cái định hướng ưu tiên nó thôi. Nhưng mà đã thiết lập cái SLA rồi, nó phải cụ thể như thế nào? Đó là trả lời điện thoại trung bình ở giây thứ 25. Tức là đừng có để điện thoại reo cho tới cuối cùng, người ta mất kiên nhẫn vô cùng tận, đúng không ạ? Hoặc là các bạn thử cảm giác mà các bạn gọi điện tới một cái cửa hàng hoặc một cái công ty nào đó mà các bạn gọi không có ai nhấc máy. Các bạn gọi tới lần thứ ba mới có người nhấc máy, tự nhiên các bạn cảm thấy mất niềm tin và cảm thấy bực mình vô cùng, đúng không? Đó là cái tâm lý của khách hàng, mặc dù lúc đó có thể có nhân viên ở đó nhưng mà họ bận một cái gì đó, hoặc là họ họ bận tiếp khách hàng bên này thì họ không thể trả lời bên này. Nhưng bây giờ mình quy định là gì ạ? Phải như vậy để giảm cái cảm giác là khó chịu của khách hàng xuống đó. Thì các bạn thấy là, và quy định luôn là 95% vấn đề được giải quyết trong ngày và trả lời yêu cầu trong trong 2 giờ. Mà chúng ta phải quy định cụ thể nó như thế nào, và khi đã quy định thiết lập cái tiêu chuẩn này thì cố gắng làm cho nó được, còn nếu làm không được thì cũng phải gọi cho người ta, trả lời cho người ta trong vòng 2 giờ đó và hẹn lại,
đúng không ạ? Chứ đừng có để mà chưa có thôi từ từ bỏ qua là không được ha các bạn ha. Đó là một số các cái lưu ý nè. Rồi khi mà chúng ta thiết lập cái SLA nữa thì các bạn thấy là ở đây một số những cái ví dụ ha, bạn có thể đọc nè. Ở bên General Electric á, thì họ quan tâm tới việc thiết lập cái chuẩn kỹ năng giao tiếp của nhân viên đúng không ạ? Không được đúng, ví dụ công ty General Electric xin nghe chẳng hạn đó, các bạn thấy gọi tới mấy cái trung tâm hoặc là mấy cái công ty mỗi người trả lời một kiểu, rồi là giải quyết vấn đề như thế nào nè, tóm tắt các cái hành động nè, cách thức kết thúc, chịu trách nhiệm nhận điện thoại nè, theo dõi những cái lời hứa, tức là mình khách hàng gọi tới là em ơi cho chị xin thông tin của này, dạ 3 giờ em gửi lại cho chị, đó là cái lời hứa, phải theo dõi và thực hiện những cái lời hứa đó. Khi mà giao tiếp với khách hàng thì phải lịch sự và có kiến thức hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng, tức là mình phải training cho nhân viên bán hàng của mình cái kỹ năng nắm được các cái thông tin và phân tích những cái thông tin khai thác được để mà nhận diện những cái yêu cầu của khách hàng. Rồi đối với Ritz Carlton thì đây là một cái gì các bạn ơi, một cái hệ thống khách sạn hạng sang ha, thì phải đối xử với khách hàng với một cái sự vừa tôn trọng vừa trân trọng đó, thì thể hiện qua cái gì, đồng phục phải sạch sẽ, tức là phải quy định phải mặc đồng phục nè, trang điểm nè, ví dụ như các bạn thấy đơn giản tiếp viên hàng không cũng vậy đúng không, họ cũng sẽ quy định cái đồng phục nè, đầu tóc nè, đầu tóc hay là búi hoặc là cột gọn, nhưng mà phải theo một cái kiểu nào đó chứ không phải là mỗi người cột một kiểu gọn, một người cột tóc đuôi gà trên này hoặc là một người búi một cái cục ở đây, không phải, họ phải quy định là búi tóc hết vào và cái kiểu búi nó phải như thế nào, đi giày phù hợp và an toàn, phải mang bảng tên ha, thực hiện đúng quy định về trang phục và tóc, thông báo cho cán bộ trực những vấn đề bất thường nếu có nè, sử dụng điện thoại lịch lãm và luôn luôn dùng là gì ạ, may I place on your hold, tức là xin vui lòng đợi máy. Rồi là giảm thiểu việc chuyển điện thoại khi có thể, rồi ví dụ như là P&G chẳng hạn, thì các bạn cũng thấy là người ta có một cái chương trình training cho nhân viên bán hàng tại cửa hàng của mình, ví dụ khi mà khách hàng đẩy cửa bước vào ha, thì phải chào như thế nào, ví dụ như là có những nơi họ training là phải để tay lên ngực đúng không, ngoài sẽ cúi đầu là xin chào quý khách đúng không ạ, rồi ví dụ như họ có mua hay không mua, họ đi ra thì cũng phải đặt tay chéo lên ngực xong rồi cúi đầu một cái là xin cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách lần sau, tức là mình phải quy định những cái câu từ nó cụ thể và nó gọi là nó fix luôn, nó cố định luôn cho nhân viên bán hàng của mình đó, đúng chưa, rồi giảm thiểu việc chuyển điện thoại khi có thể, điều này rất là quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta thiết lập SLA cho cái bộ phận gọi là dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc là bộ phận xử lý khiếu nại thắc mắc của khách hàng mà cứ chuyển điện thoại là rồi 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 đúng không, họ rất là bực mình, họ cảm thấy là cái công ty này đang làm gì, chối bỏ trách nhiệm, rồi là không chuyên nghiệp vân vân rất là nhiều, cho nên là chúng ta phải giảm thiểu cái việc chuyển điện thoại nè. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta phải xác định xem thử là mỗi công ty mỗi một cái chuẩn thì chúng ta cần quan tâm tới cái điều gì đúng không ạ, thì tùy theo mỗi một cái vị trí khác nhau, một cái công việc khác nhau mà chúng ta sẽ quy định cụ thể là cái gì đúng không ạ, rồi để chúng ta hiểu được cái thiết lập cái SLA này. Thực ra là khi mà chúng ta thiết lập được cái SLA này một cách hiệu quả là chúng ta đang vận hành cái CRM, một cái hệ thống chăm sóc khách hàng nó tốt hơn rồi đúng không, nó tốt hơn từng bước một rồi đó, chứ không có cái gì khó hết trơn á. Rồi chúng ta xác định cái tiêu chuẩn hoạt động và cái văn hóa của CRM, thì cái văn hóa doanh nghiệp thật ra thì về cái tiêu chuẩn về hoạt động và cái văn hóa CRM này đó, thì nó phải được trang bị và được hiểu và được đồng lòng từ cấp quản trị cao nhất cho tới các cái phòng ban ở trong công ty, người ta phải hiểu được cái việc vận dụng cái CRM này nó sẽ có hiệu quả và nó mang lại cái yếu tố nào, mang lại cái tác động nào cho doanh nghiệp. Thì là
Để mà xây dựng cái văn hóa CRM trong một cái doanh nghiệp á, thì chúng ta phải đi từ cái triết lý quản lý và kinh doanh, đúng không? Rồi là cái động lực của cá nhân và tổ chức, mỗi người đều phải tham gia vào nè. Rồi chúng ta phải thiết lập cái SLA hồi nãy đó, tức là những cái quy trình, những cái quy định, rồi cái hệ thống trao đổi thông tin ở trong và ở ngoài công ty, cũng như những cái phong trào nghi lễ, những cái nghi thức đối với nhân viên trong công ty và đối với nhân viên công ty và người ngoài, để tạo ra một cái đặc thù, một cái văn hóa riêng của doanh nghiệp. Đó là cái vấn đề chúng ta xác định tiêu chuẩn một cái văn hóa CRM, tức là chúng ta phải xây dựng từ từ, đúng không các bạn? Ví dụ bây giờ các bạn thấy là các bạn có thể đi ra ngoài đường và các bạn ngay lập tức có thể nhận ra được là nhân viên bán hàng của con cưng, nhân viên bán hàng của Thế Giới Di Động, hay nhân viên bán hàng cổ điện máy xanh, vân vân, rằng là mình làm trong Bixi. Thực ra là ở thông qua cái đồng phục thôi thì cũng đã thể hiện được cái văn hóa rồi, đúng không? Ví dụ như người Việt Nam của chúng ta, người phụ nữ Việt Nam thì khi mà đi thi hoa hậu gì đó thì mặc áo dài, đúng không? Mình thấy cái áo dài thì người ta nghĩ ngay tới là người Việt Nam. Rồi ví dụ như là cái lời chào chẳng hạn, rồi những cái thái độ phục vụ khách hàng vân vân, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái hệ thống về văn hóa CRM, văn hóa của doanh nghiệp. Đó, thì chúng ta cũng phải, các doanh nghiệp họ cũng phải xây dựng cái điều này nữa. Và cuối cùng là chúng ta thiết kế cũng như là thử nghiệm điều chỉnh và nghiệm thu cái hệ thống CRM mà mình mới xây dựng với các cái nội dung cụ thể mình đưa ra. Thì chúng ta phải phát triển cái mối quan hệ với khách hàng trên cơ sở chuẩn mực và văn hóa doanh nghiệp, tức là chúng ta sử dụng cái cơ sở chuẩn mực SLA hồi nãy đó để chúng ta phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chúng ta phải phải hiểu khách hàng, đúng không, cần cái gì, và thiết lập cái SLA sao cho chúng ta có thể phục vụ họ một cách hiệu quả nhất, để từ đó chúng ta phát triển cái mối quan hệ với khách hàng tốt nhất ở từng từng đoạn một. Bây giờ vô gặp nhân viên bán hàng cũng thấy thoải mái, gặp thằng nhân viên giao hàng cũng thấy thích, rồi lỡ gặp vấn đề gì gọi điện tới để mà kêu bà sửa chữa rất là ngon lành. Tức là ở mỗi giai đoạn như vậy đó, thì chúng ta phải thiết lập một cái hệ thống sao cho khách hàng cảm thấy là mình được phục vụ một cách tuyệt vời nhất, một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất ở mỗi khâu. Và để có được cái điều đó thì phải có SLA ở từng cái giai đoạn rồi, đúng không ạ? Rồi thử nghiệm điều chỉnh cách thức xây dựng thì chúng ta phải theo dõi như vậy đã phù hợp hay chưa, thông qua cái phản hồi của khách hàng, thông qua cái phản hồi của người đi làm. Ví dụ như là mình quy định nó là một nhân viên đi đi bán hàng như vậy đó, thì một ngày là phải đi tiếp xúc, tức là đi 10 cái điểm outlet. Nhân viên bán hàng bảo là giờ một ngày một đi 10 điểm outlet em không thể phục vụ tốt cho khách hàng được, bởi vì một cái điểm outlet như vậy á, thì khi mà tới á, thì trung bình phải chờ người ta rảnh, đợi người ta bán xong hàng rồi thì mình mới vô mình tư vấn, mình kiểm hàng được, thì ít nhất phải đợi từ 10 tới 15 phút trung bình là như vậy. Em vào em kiểm hàng, em phải kiểm hàng xem thử là hàng tồn là bao nhiêu, tại vì là họ không có thời gian rảnh, tại vì không phải là cửa hàng outlet nào họ cũng có cái phần mềm kiểm hàng tồn hết đó, và mình phải tự kiểm cho nó chắc. Rồi khi mà kiểm xong thì phải kiểm đáp nữa, kiểm đáp là luân chuyển đáp nữa, đúng không? Rồi đề nghị đơn hàng và tư vấn cho họ nữa, mà một ngày kêu là rồi xong một điểm như vậy phải di chuyển trên đường đi nữa, thì một ngày 10 điểm không thể đủ được. Mà nếu như một ngày mà bắt em phải đi 10 điểm như vậy thì tất nhiên là em tư vấn cho khách hàng tốt, không phục vụ tốt được. Như vậy thì từ cái phản hồi như vậy mình điều chỉnh lại, đúng không ạ? Nên mình phải điều chỉnh từ cái sự phản hồi trong cái quá trình mình làm việc, trong cái phản hồi của khách hàng vân vân, cho nó phù hợp. Nghiệm thu và công bố những cái quy chuẩn để đảm bảo với CRM trong một cái doanh nghiệp, quản trị quan hệ khách hàng. Như vậy thì dựa trên cái phần mà cô nói như vậy rồi thì các bạn cũng có thể tự thiết lập cho mình rồi đó, đúng không? Các bạn tự thiết lập rồi, bây giờ các bạn thử nghĩ ra là một cái công ty họ đang kinh doanh cái gì đó, hoặc hoặc là nhà các bạn, hoặc là các bạn thấy một cái công ty nào đó, một cái quán hoặc một cái cơ sở kinh doanh nào đó họ kinh doanh về cái gì, thì họ sẽ có bao nhiêu giai đoạn, họ bao nhiêu cái công đoạn công việc để mà tiếp xúc với, và mỗi một cái giai đoạn như vậy đó thì chúng ta cần phải thiết lập những cái tiêu chuẩn nào cho nó phù hợp. Giống như là cô nói với các bạn là bộ phận lễ tân nè, bộ phận buộc phòng nè, rồi người bảo vệ nè, rồi là vân vân, đúng không? Mỗi người như vậy đều phải thiết lập hết.
Như vậy thì chúng ta cũng có thể hình dung sơ khởi ra được rồi đúng không ạ? Rồi trong cái phần này có ai có câu hỏi gì không hay chưa hiểu cái phần nào không các bạn ơi? À, nếu như mà các bạn không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua một và khai thác cái cơ sở dữ liệu khách hàng như thế nào. Đây thì thật ra là cái phần xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng này thì cũng đã có một nhóm các bạn trình bày rồi, đúng không ạ? Ngày hôm qua nhóm nào những nhóm nào trình bày rồi đó. Tuy nhiên ở đây cô cũng trình bày lại cho các bạn nó kỹ hơn một chút xíu bởi vì nó tương đối là quan trọng. Thì các bạn thấy cái gọi là cái sơ đồ ha, cái sơ đồ về cái gọi là cái roadmap of customer insight finding, không biết dịch ra là gọi là cái customer insight, tức là các bạn phải thấu hiểu phía bên trong khách hàng, tìm hiểu thấu hiểu bên trong khách hàng. Thì để mà các bạn có được một cái sự thấu hiểu một cách hiệu quả nhất về khách hàng nó cực kỳ khó chứ không phải là dễ. Cái việc mà các bạn có cái cơ sở dữ liệu khách hàng thì cực kỳ dễ. Thì ví dụ như là vài thế kỷ trước chẳng hạn thì các công ty người ta rất là tốn thời gian, tốn tiền bạc để mà người ta nghiên cứu về thông tin, người ta đi thu thập những thông tin của khách hàng. Nhưng mà ngày nay thì các bạn thấy là cái việc truy vết theo dõi cũng như là thu thập, tức là các bạn collect những cái thông tin của khách hàng cực kỳ là dễ, thậm chí là mua. Giờ các bạn không cần phải đi điều tra nữa, có những cái công ty người ta chuyên điều tra thị trường, ví dụ như là Nissan Việt Nam chẳng hạn, một cái tập đoàn lớn chuyên về khảo sát thị trường về các cái nội dung luôn, các bạn vẫn có thể mua cái thông tin ở đó. Và mua không mắc đâu các bạn, mua không mắc đâu. Đó, thì các bạn có thể mua được. Cho nên là cái vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để mà chúng ta có được cái thông tin, đúng không? Hay là chúng ta cần những cái thông tin nào, mà cái điều quan trọng là chúng ta sử dụng những cái thông tin đó như thế nào và chúng ta không bị rơi vào gọi là bị lún vào hoặc bị lầy vào trong một mớ hỗn độn những cái thông tin của khách hàng như vậy. Đó. Thì các bạn phải phân biệt được là cái dữ liệu và cái thông tin, đúng không? Phân biệt được cơ sở dữ liệu khách hàng và danh sách khách hàng. Danh sách khách hàng là cái thứ mà các bạn có được ha, còn cơ sở dữ liệu khách hàng á thì là một tập hợp những cái cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của các số liệu đầy đủ về từng khách hàng hiện có. Rồi các bạn phải sử dụng cái cơ sở dữ liệu khách hàng này để phục vụ cho những mục đích riêng của mình, ví dụ mục đích để chạy một cái chiến lược marketing nào đó, hoặc là có thể phân tích cái dữ liệu khách hàng này ra để mà hình thành danh sách khách hàng, đưa ra các cái chương trình bán hàng, bán những cái sản phẩm dịch vụ, hoặc là đưa ra các cái chương trình để duy trì mối quan hệ với những cái nhóm khách hàng này. Dựa trên việc các bạn làm gì, các bạn tổ chức các cái số liệu này lại và hiểu cái số liệu này nó nói lên cái điều gì, giống như hồi nãy cô lấy ví dụ cho các bạn đó, đúng không ạ? Cái thông tin thì chúng ta có rồi nhưng mà chúng ta hiểu nó như thế nào mới là hiệu quả. Còn cái danh sách khách hàng, nếu như mà các bạn thu thập dữ liệu về nhưng mà các bạn để nguyên một cục đó thì gọi là danh sách khách hàng thôi chứ không phải là cơ sở dữ liệu khách hàng đâu. Thì các bạn thấy nè, để mà chúng ta hiểu được khách hàng nó cực kỳ khó. Thì các bạn thấy là cái nguyên lý tảng băng chìm ở đây nè, các bạn thấy là chỉ có ba phần nó nổi trên bề mặt thôi, và ba cái phần đó chúng ta rất là dễ nhìn thấy, đó là dữ liệu, đúng không ạ? Chúng ta có thể là thu thập được, rồi là những cái thông tin, đúng không ạ? Rồi là những cái sự thực tổng quan mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà cái khó nè, bắt đầu khó nè, đó là cái nhận thức của khách hàng, đúng không ạ? Cái perception of customer đó.
rồi là cái tâm lý ha, cái tâm lý của khách hàng hoặc là cái suy nghĩ của khách hàng khi mà họ đưa ra quyết định, mình đâu có hiểu được họ nghĩ gì đâu. Các bạn nhớ cái mô hình hành vi, cái gì gọi là cái hộp đen ý thức của người tiêu dùng không ạ? Mình phải làm gì, mình phải đoán đúng không, rồi cuối cùng đó là mình phải làm gì, mình phải thấu hiểu khách hàng, tức là customer insight. Vậy thì cái dữ liệu á, thì chúng ta có thể thu thập được bằng cách ghi hết lại dữ liệu người mua, mua vào thời điểm nào, hay mua sản phẩm nào, số lượng bao nhiêu, có hay nợ hay không nợ, bao nhiêu nợ, khi nào trả, vân vân. Có bồ nhí sống ở đâu, có bao nhiêu đứa con rơi, ghi hết lại đây rồi có khi mình dùng được đúng không. Rồi về cái thông tin á, thì chúng ta có thể phân tích ha, và đưa ra cái kết luận nào đó, tức là chúng ta thực hiện phân tích những cái thông tin mà chúng ta thu thập được để mà chúng ta dẫn tới được cái thấu hiểu khách hàng á, bằng cách là chúng ta theo dõi và quan sát khách hàng để mà thấu hiểu họ. Còn cái phần mà cái nhận thức của họ đó, cái nhận thức, cái tâm lý của họ đó, thì chúng ta cần phải làm sáng tỏ, làm rõ và hiểu được họ, làm sao để mà chúng ta hiểu được họ. Cái đó mới là cái điều khó. Và khi mà chúng ta đã customer insight được rồi đó, thì chúng ta có thể đoán được trước được cái hành vi của họ như thế nào, thì tới lúc đó mình mới thành công được. Thì các bạn phải phân biệt được cơ sở dữ liệu khách hàng đúng không ạ? Thì cơ sở dữ liệu khách hàng là cơ sở dữ liệu mà cho phép khai thác thông tin tại thị trường để phục vụ họ tốt hơn, qua việc là chúng ta có thể dự báo được những cái phản ứng đa dạng có thể có của khách hàng và chủ động được trước cái phản ứng của họ. Đó. Thì chúng ta phải sử dụng cái cơ sở dữ liệu khách hàng để làm được cái này, ta chủ động, chúng ta chủ động trong việc kinh doanh. Thì cơ sở dữ liệu khách hàng thì thường nó sẽ chứa được đựng những cái số liệu liên quan tới nhân khẩu học, như là giới tính, độ tuổi, rồi là thu nhập, nghề nghiệp, vân vân, khu vực địa lý ha, rồi là yếu tố về tâm lý học nè, rồi hành vi như là thói quen sử dụng nè, họ quan tâm tới phương tiện truyền thông nào, các mức tiêu thụ mà gần đây nhất hoặc là trong quá khứ diễn ra làm sao, tần suất mua sắm, số tiền và những chỉ số cá nhân liên quan ra sao. Thì cơ sở dữ liệu khách hàng là cái nơi mà chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu về khách hàng mà chúng ta có thể tham khảo được một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện. Và để mà tham khảo được dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện thì phải sử dụng những cái phần mềm hoặc là những cái công nghệ hỗ trợ, không thể nào ghi chép được ha. Thì cái cơ sở dữ liệu khách hàng này đó, thì cô nói với các bạn hồi nãy là do ai tạo ra, do cái nhân viên tiếp nhận á, theo dõi khách hàng á, họ sẽ bổ sung dần dần vào cái cơ sở dữ liệu này, bởi vì phải theo dõi qua thời gian ha. Thì chúng ta khi mà bổ sung vào được rồi đó, có một cơ sở dữ liệu tương ứng rồi, thì chúng ta có thể phân tích nó hoặc là sắp xếp tổng hợp như thế nào đó để trả lời cái câu hỏi mà mình mong muốn. Ví dụ như các bạn muốn biết được là một khách hàng nào đó họ hay mua những sản phẩm nào, hoặc là cái hành vi tiêu dùng của họ ra làm sao, thì các bạn có thể theo dõi là trong cái lịch sử mua hàng của họ, họ thường mua những cái chủng loại sản phẩm nào đúng không, và họ mua vào thời điểm nào. Ví dụ như là họ luôn luôn mua vào cái thời điểm mà cái sản phẩm mới ra, tức là cái thời điểm mà mới ra trên thị trường, hay họ mua vào cái thời điểm là sản phẩm đã chuẩn bị loại bỏ khỏi thị trường và được khuyến mãi rất là nhiều, thì chúng ta có thể đoán được cái hành vi của khách hàng đó để đưa ra cái chương trình cho họ, mà gửi catalog cho họ chẳng hạn. Vậy thì cái khách hàng mà họ quan tâm tới những cái sản phẩm mới, thì chúng ta có thể là gửi cho họ những cái catalog sản phẩm đều đặn khi mà chúng ta ra cái sản phẩm mới. Còn đối với nhóm khách hàng mà họ quan tâm đến những sản phẩm giảm giá, thì chúng ta đừng có gửi cho họ chi những cái thông tin sẵn rồi mời chào mua cái sản phẩm mới, thì họ không mua, họ đợi khi nào giảm giá 50% hoặc giảm 70% mới mua, thì tới lúc đó chúng ta hẳn gửi cái lời lời mời chào hàng là được giảm giá 70% mua đi đúng không ạ.
thì những cái thông tin đó chúng ta phải thu thập liên tục, bởi vì cái dữ liệu của chúng ta có trở nên có ý nghĩa và có giàu hay là không đó, nó dựa vào cái lượng thông tin, và cái lượng thông tin này phải đúng nữa nha các bạn, chứ không phải là càng nhiều thì càng tốt mà nhiều và đúng nữa ha. Và nếu như chúng ta sử dụng thông tin đúng đó, thì nó sẽ cho biết chính xác khách hàng cần cái gì và muốn cái gì, và chúng ta có thể sử dụng những cái thông tin này để đưa ra nhận định về cảm giác của khách hàng cũng như là hành vi mua của khách hàng. Rồi là xin lỗi các bạn, hơi con nghe điện thoại tí xíu. Rồi, xin lỗi các bạn. Quản lý bán hàng, những cái người quản lý chiến dịch thì dụng những cái thông tin này để tìm ra hoặc là tìm dữ liệu đó là những cái ghi chú, nhưng cái con số những cái ghi chú đó có thể nói lên được cái gì, và chúng ta sử dụng cái thông điệp phía đằng sau đó để đưa ra được cái những cái phản ứng của mình thì mới có thể hoạt động một cách hiệu quả được ha. Thì đây là một cái ví dụ ha cho các bạn tham khảo, cái này là tham khảo thôi nha các bạn nha. Về còn còn cụ thể cần thu thập cái gì thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc các bạn kinh doanh cái gì, thị trường các bạn đang làm sao. Ở đây người ta gọi là có một cái gợi ý cho chúng ta về cơ sở dữ liệu về ba loại khách hàng, đó là khách hàng còn giao dịch, khách hàng trong quá khứ và khách hàng tiềm năng. Thì khi mà chúng ta xây dựng được một cơ sở dữ liệu khách hàng tốt thì cái vai trò của nó đó là thực ra là không dễ gì mà có thể làm được một cách hiệu quả đâu các bạn. Nhưng mà nếu là làm được tốt thì nó là nền tảng cho sự thành công, bởi vì chúng ta có thể hiểu rõ được khách hàng là ai ha, họ thích hay là không thích cái gì, họ mua như thế nào, ai ảnh hưởng tới họ khi mà họ mua, họ tìm kiếm thông tin ở đâu, họ mua ở những cái kênh nào thì chúng ta có thể tiếp cận được họ và tiếp cận bằng cách nào thì hiệu quả. Rồi nếu như chúng ta có thể phân tích được những cái thông tin này một cách hiệu quả đó, thì chúng ta có thể dự đoán trước được cái nhu cầu phong phú của khách hàng và xác định khách hàng có nhiều triển vọng và doanh số, đúng không? Khách hàng nào là khách hàng triển vọng để mà chúng ta tăng cái số khách hàng trung thành lên. Rồi chúng ta cũng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng để mà phân đoạn thị trường hiệu quả, nhắm đúng được cái khách hàng tiềm năng. Rồi cũng từ cái cơ sở dữ liệu khách hàng này mà chúng ta có được cái chính sách thích đáng cho từng nhóm khách hàng riêng biệt. Đúng chưa? Và nội dung của từng nhóm thì các bạn cũng đã thấy là cô chiếu ra rồi, không cần phải đọc nữa nha các bạn nha. Cái mối quan hệ giữa các cái chiến lược ở cái phân tích CRM và cơ sở dữ liệu thì các bạn thấy là đối với CRM chiến lược á thì sử dụng cơ sở dữ liệu liên quan tới thị trường này, những cái xu hướng biến đổi hoặc những cái tác nhân từ cái môi trường bên ngoài, từ đối thủ cạnh tranh hoặc là những cái yếu tố lớn trong cái việc triển khai, ví dụ như là kênh phân phối, hoặc là những cái chiến lược về giá, chiến lược về sản phẩm, rồi chiến lược về thương hiệu, chiến lược marketing kéo vân vân. CM hợp tác thì sử dụng kết quả của CM phân tích và CM hoạt động để lựa chọn đối tác. Ví dụ như nhà cung cấp này, đối thủ cạnh tranh, kênh phân phối mà gọi là tác nghiệp luôn á, để mà hỗ trợ để mà thỏa mãn khách hàng. CM hoạt động thì sử dụng cơ sở dữ liệu để thực hiện công việc thường ngày, đúng không? Ví dụ đơn giản như các bạn có thể tiếp nhận và xử lý đơn hàng, rồi là chuyển nhóm khách hàng, rất là phân loại lead hay là khách hàng mục tiêu, hay là chuyển qua buyer, hay là chuyển qua khách hàng active vân vân. Rồi là chào bán với cái phương án phù hợp với việc là khách hàng nó họ
chúng ta khai thác cái cơ sở dữ liệu của khách hàng đó như thế nào để đưa ra cái phương án chào bán nó phù hợp, cách tiếp cận khách hàng phù hợp nè. Vậy thì nói tóm lại, chúng ta cần thông tin cần có trong cơ sở dữ liệu khách hàng. Vậy thì theo các bạn, ai là người trả lời tốt nhất cái câu hỏi là cần có những thông tin nào trong cơ sở dữ liệu khách hàng? Thực ra cái người mà trả lời được đó chính là nhân viên bán hàng đó, tức là cái người mà giao tiếp trực tiếp với khách hàng để thực hiện mục tiêu bán hàng hay là mục tiêu marketing, thuyết phục, phục vụ khách hàng, vân vân. Và những cái thông tin cần có trong cơ sở dữ liệu khách hàng này đó thì cũng được cái người ra quyết định, tức là cái người 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 quản lý á, họ quy định là chúng ta cần thu thập những cái thông tin nào, cũng như là những cái thông tin này cũng phụ thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp ở trong từng cái thời đoạn. Thì chúng ta cần có những cái thông tin liên lạc như là tên, tuổi nè, giới tính nè, đúng không? Vai trò, vị trí, địa chỉ, điện thoại nè, lịch sử liên lạc, lịch sử mua hàng, tình hình hiện tại nè, hiện trạng tiêu dùng và cách thức giao tiếp ưa thích, những cái mà cô đã nốt lên trên cái PowerPoint cho các bạn rồi ha. Ví dụ như là các bạn cũng có thể thu thập những cái thông tin trong các cái chương trình marketing trực tuyến, ví dụ như là thông qua những cái những click to open rate, tức là những cái chương trình đánh giá đó các bạn, thông qua những cái chương trình marketing trực tuyến trước đó chẳng hạn, hoặc là thông qua cái danh sách email mà người ta đăng ký ở trong một cái chương trình nào đó của mình, rồi những cái cấp độ quan tâm của khách hàng đối với cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ của mình để mà mình đưa ra cái chương trình cho phù hợp. Thì vậy thì chúng ta có cơ sở dữ liệu khách hàng rồi, thì chúng ta phải sử dụng những cái thông tin này vào trong cái chiến lược marketing một cách chi tiết và dài hạn để đảm bảo được thiết lập mối quan hệ ha. Thì chủ yếu là chúng ta phải xác định được là cái nhóm khách hàng mục tiêu, mấy nhóm khách hàng active của mình, nó tức là những nhóm khách hàng mà sinh lời nhất, cái share wallet của họ cao nhất mà mình phải thu hút họ đó. Rồi là sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng để mà chúng ta có thể phân tích để customize, tức là cá nhân hóa tới từng khách hàng và chăm sóc khách hàng sau mua. Rồi theo đuổi các cái cơ hội bán hàng để upsell và cross sell, cũng như là hỗ trợ trong cái việc đánh giá hiệu quả chương trình bán hàng cũng như chính sách marketing, hỗ trợ trong việc duy trì phát triển cái giá trị thương hiệu, bởi vì là cái cảm nhận thương hiệu nó cũng được thể hiện rất là bị ảnh hưởng rất là lớn bởi vì cái sự hài lòng của khách hàng trong suốt cả cái quá trình trải nghiệm trong cái hành trình mua sắm của họ. Rồi chúng ta thực hiện nghiên cứu thị trường này, tích hợp với các chương trình marketing mua, đó là cái vấn đề mà chúng ta khai thác cái cơ sở dữ liệu. À, một cái phần cuối nữa cô, mà cô chỉ đi nhanh thôi các bạn ha, tại vì nhóm cũng đã trình bày rồi, đó là chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa CRM. Thì ba chức năng quan trọng nhất của CRM nó là, tức là phần mềm với cái công nghệ hỗ trợ là quản lý bán hàng bằng cách tự động hóa ha, tự động hóa marketing này, rồi tự động hóa về về dịch vụ này. Thì cái tự động hóa nó như thế nào thì nhóm đã trình bày rồi. Ở đây cô chỉ kết thúc với cái chương này bằng một số những cái thuật ngữ mà người ta hay sử dụng ở trong cái phần mềm CRM thôi, để sau này các bạn có sử dụng á thì các bạn nắm được ha. Ví dụ như là các bạn có cái thuật ngữ là đầu mối, thì đó là cái manh mối đầu tiên về khách hàng tiềm năng trong một cái phần mềm CRM. Thì đó là cái thông tin khách hàng, cái dữ liệu khách hàng mà các bạn có thể thu thập từ các cái sự kiện marketing như là hội nghị, triển lãm này, hoặc là gọi điện này, vân vân. Đó thì đó gọi là đầu mối. Và các bạn thấy là không phải tất cả các cái đầu mối đều trở thành khách hàng với cơ hội bán hàng đâu, mà cái đầu mối thì nó có thể mang tới cái cơ hội kinh doanh trong tương lai của mình thôi.
Còn cơ hội là cái việc là chúng ta có thể thực hiện được một cái thương vụ hoặc là cơ hội kinh doanh, cơ hội bán hàng. Thì khi mà một đầu mối có thể tạo ra cơ hội bán hàng á, thì sẽ chuyển thành một cái cơ hội. Và mỗi doanh nghiệp sẽ xác định khi nào thì đầu mối sẽ được chuyển thành cơ hội. Ví dụ như là một cái doanh nghiệp có thể nói rằng là cái đầu mối họ yêu cầu một cái báo giá thì bắt đầu chuyển họ qua thành cái cơ hội. Nên là mình phân biệt đi chị bạn, cái phân biệt để mà mình theo theo đuổi đó, theo đuổi khách hàng đó. Bởi vì trong cái CRM là mình có cái mức độ theo đuổi và mức độ tương tác, những cái nhiệm vụ tương tác nó sẽ khác nhau. Rồi là khi mà mình chuyển đổi thì đầu mối sẽ bị xóa, tức là trên cái hệ thống nó sẽ xóa cái đầu mối mà nó chuyển cái đầu mối này thành cái cơ hội rồi, để mà mình tránh cái nhầm lẫn và cái trùng lặp. Và những cái thông tin thu thập về đầu mối vẫn còn trong CRM, nhưng mà sẽ được hiển thị ở trong cái hồ sơ của khách hàng, đó là cơ hội, được không ạ? Tức là hôm bữa cô nói mình nó ôm nguyên cục nó chuyển qua cái ô khác vậy đó, thì chúng ta sẽ quản lý rất là dễ. Khách hàng là người có phát sinh giao dịch mua hàng. Thì khách hàng là một cơ hội đó, thì khách hàng tiềm năng có phát sinh đơn hàng thì cái cơ hội tiềm năng đó sẽ được chuyển tới nhóm khách hàng trong hệ thống CRM, tức là khách hàng đã có giao dịch, tức là thành cái buyer đó các bạn. Và cái thông tin từ nhóm khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển tới nhóm khách hàng, tức là các bạn hình dung là các bạn cái tên khách hàng nó nhảy qua, nó được chuyển qua một cái ô khác đó, thì toàn bộ dữ liệu thông tin của cái người này cũng sẽ được chuyển tới luôn, chứ nó không còn nằm ở cái ô cũ nữa ha. Báo giá thì dễ rồi ha, thì đó là một cái thông báo liên quan tới việc chào bán sản phẩm cho khách hàng thôi. Thì trên cái báo giá đó thì tùy theo công ty sẽ có thông tin như là tên món hàng nè, rồi là đặc điểm nè, số lượng nè, rồi giá cả, đúng không? Thì thường là cái CRM nó hỗ trợ cho mình cái thao tác đó là tạo báo giá. Ví dụ như là khi mà mình nhập kho món hàng đó về thì mình có giá rồi, thì mình tạo báo giá, mình chỉ gõ cái tên hàng nó ra thôi, số lượng là bao nhiêu thôi, đúng không? Rồi là ví dụ như là trong đó có chương trình khuyến mãi gì thì chúng ta ghi vào, mình sẽ tự tính toán và nó đưa ra một cái bảng báo giá và mình xuất, mà mình in ra hoặc là lưu lại, lưu cái file đó xuống và gửi cho khách hàng thôi. Là thậm chí là có những cái phần mềm đó là gì các bạn, nó tự gửi báo giá luôn. Mình set cho nó một cái quy trình là khi mà khách hàng yêu cầu báo giá hoặc là khi mà chuyển khách hàng từ cái nhóm nào sang nhóm nào đó thì tự gửi báo giá luôn chẳng hạn, để mà chúng ta có thể tự động hóa nó nhanh hơn. Phí yêu cầu dịch vụ thì đó là một cái bảng ghi các thông tin liên quan tới một vấn đề hoặc yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Thì khi mà các bạn quản lý hoặc là làm việc trên cái phần mềm CRM đó thì các bạn sẽ được yêu cầu là ghi lại các cái thông điệp, tức là ghi lại cơ sở dữ liệu khách hàng. Thì những cái thông tin liên quan tới một vấn đề hoặc một yêu cầu dịch vụ hoặc sản phẩm của khách hàng thì các bạn sẽ ghi vào cái phí yêu cầu dịch vụ, để mà chúng ta có thể nắm bắt, theo dõi, quản lý những cái vấn đề phát sinh ha. Đơn đặt hàng là thông báo chính thức về việc mua hàng, thì nó phải xác định rõ cái loại, cái số lượng, giá cả ha, dịch vụ mà mình cung ứng, hóa đơn. Thì cái đơn đặt hàng này đó thì ở trên CRM nó sẽ hỗ trợ cho mình một cái quá trình tự động nữa, đó là khi báo giá được phê duyệt, tức là được duyệt cái báo giá đó rồi thì hóa đơn có thể tạo ra trực tiếp từ cái báo giá đó luôn. Thì nó sẽ có một cái việc tự động hóa là chuyển cái báo giá nó thành cái hóa đơn, chứ chúng ta không cần phải 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 tự đánh một cái hóa đơn nữa. Thì cái CRM hỗ trợ mình làm cái điều đó luôn ha. Rồi trên cái phần mềm nữa thì có một cái thuật ngữ là chiến dịch. Hoặc là chiến dịch marketing á, các bạn thấy nó là một chuỗi những cái hoạt động truyền thông được thiết kế trong một khoảng thời gian nhất định để tạo ra đầu mối mới và chuyển đổi chúng thành các cơ hội bán hàng mới. Thì thật ra là một chiến dịch có thể có những mục tiêu khác, ví dụ như là nâng cao nhận thức về thương hiệu của công ty,
thì cái phần mềm CRM có thể giúp cho chúng ta quản lý, thực hiện và giám sát những cái chiến dịch tiếp thị này, ví dụ như là có bao nhiêu tiếp cận người tiếp cận, rồi đặc biệt là những cái chiến dịch mà các bạn triển khai online á, các bạn triển khai trên những cái nền tảng digital marketing, ví dụ trên mạng xã hội đúng không ạ, social marketing gì đó, thì là chúng ta sẽ theo dõi được là có bao nhiêu lượt tiếp cận, rồi là có bao nhiêu người tham gia khảo sát, có bao nhiêu người là để lại những cái thông tin vân vân, bảng giá ha. Bảng giá thì nó khác với cái báo giá các bạn nha. Bảng giá thì gồm tên sản phẩm và giá cả tương ứng được tạo ra để phục vụ một mục đích cụ thể hoặc là một cái phân khúc của thị trường. Ví dụ như một doanh nghiệp họ có thể tạo ra một cái bảng giá bán hàng cho từng nhóm khách hàng với mức giá chiết khấu khác nhau. Ví dụ như là bảng giá cho khách hàng là khách hàng sỉ, bảng giá cho khách hàng lẻ, nó khác nhau đó các bạn. Thì cái bảng giá trong hệ thống CRM cho phép nhân viên bán hàng báo giá dễ dàng hơn khi mà phục vụ khách hàng. Đó là nó được tạo ra và quy định như vậy, và mình có thể gửi một cách nhanh chóng. Phân quyền thì đây là việc chúng ta thiết lập quyền sử dụng theo thứ bậc của người sử dụng trong một tổ chức. Ví dụ như là người quản lý thì được quyền truy cập vào cái gì và được quản lý cái gì. Còn nhân viên bán hàng thì được truy cập vào cái gì, nhân viên kho, hoặc là nhân viên kế toán, hoặc là ví dụ như là thủ quỹ, tức là cái cashier thì được truy cập vào cái gì. Thì cái phân quyền này đó thì mỗi người có thể được gán nhiều hồ sơ phân quyền, có thể là các bạn vừa là quản lý nhưng mà các bạn vẫn có thể vào cái hồ sơ của nhân viên bán hàng luôn. Thì người quản trị hệ thống sẽ xác định những hoạt động sẽ được thực hiện bởi nhân viên và gán cho họ những cái quyền cần thiết thôi, tránh cái việc là đi quá hạn ha. Hồ sơ phân quyền thì nó là một cái thuật ngữ để chỉ về tập hợp những cái đặc quyền bảo mật để thực hiện các cái tác nghiệp với phần mềm CRM và được giao cho người sử dụng. Thì cái hồ sơ phân quyền này nó giúp chúng ta kiểm soát, ví dụ như là tránh cái việc là nhân viên này vào và lấy mất khách của nhân viên khác chẳng hạn. Ví dụ như các bạn giao chỉ tiêu đó, đúng không, các bạn giao chỉ tiêu cho nhân viên của mình để hưởng hoa hồng hoặc để chạy chỉ tiêu đó, thì cũng có cái việc là nếu như mà mình không có hồ sơ phân quyền để bảo mật trong một cái nội bộ như vậy thì có thể xảy ra cái tình huống đó. Cho nên là nó có một cái chức năng hồ sơ phân quyền này nữa để mà chúng ta phân chia hiệu quả hơn. Rồi, một cái thuật ngữ nữa đó là chia sẻ quyền truy cập, thì được sử dụng để mà chúng ta xác định mức độ chia sẻ dữ liệu giữa những người sử dụng. Ví dụ như là lần này mình cho phép nhân viên bán hàng có thể nhìn thấy đầu mối của nhân viên khác hay không, thì theo cái mặc định á, mà chúng ta không có chỉnh sửa cái chia sẻ quyền truy cập này đó, thì trên cái hệ thống CRM á, nó cho phép người dùng xem tất cả những cái hồ sơ CRM, thậm chí là hồ sơ không được chỉ định cho họ. Tức là cô có thể vào và cô xem tất cả các loại khách hàng, và cô có thể là bằng cách nào đó lấy khách hàng nó về cho mình chẳng hạn. Cho nên là chúng ta có thể kiểm soát cái chia sẻ quyền truy cập để mà chúng ta có thể quản lý và chia cái nhiệm vụ và cái quyền hạn cho mỗi nhân viên nó phù hợp hơn. Truy cập trường dữ liệu thì được sử dụng để kiểm soát người dùng trong các cái trường dữ liệu cụ thể trong mỗi phân hệ mà người sử dụng đó được truy cập. Thì cái doanh nghiệp họ có thể sử dụng cái chức năng này để hiển thị hoặc là ẩn những cái dữ liệu cụ thể mà họ mong muốn. Thì những cái trường dữ liệu này đó sẽ được tạo ra trước ha, và nếu mà chúng ta theo mặc định đó, thì tất cả những cái dữ liệu này nó sẽ được cung cấp và ai cũng coi được cả. Thì chúng ta chia những cái trường dữ liệu này để kiểm soát người dùng, người ta truy cập vào. Nhắc lịch thì mỗi cái tài khoản, mỗi cái tài khoản cá nhân đó, họ có một cái lịch để mà nhắc nhở tự động những cái công việc cần thiết được thực hiện ở trong ngày. Ví dụ như là theo dõi khách hàng chẳng hạn, thì ví dụ như 3 ngày phải tương tác một lần thì họ nó sẽ báo cho mình. Thì nếu như mà được kích hoạt thì một cái cửa sổ họ sẽ được hiển thị khi mà hoạt động. Thì cái cửa sổ pop-up này nó sẽ hiển thị thời gian, tình trạng, chủ đề của cái nhắc nhở đó.
thì thậm chí là nó còn có một cái cung cấp tùy chọn để trì hoãn hoặc là làm luôn. À, ví dụ như bây giờ các bạn tới 8 giờ các bạn mở máy lên xong rồi nó hiện ra một cái là sáng nay á là 8 giờ là phải nộp bài bán hàng quản trị quan hệ khách hàng cho cô Trâm. Xong nó có một nút đó là bỏ qua và một nút đó là nộp luôn. Ví dụ như các bạn muốn nộp luôn, tức là các bạn muốn tương tác luôn thì các bạn nộp luôn, còn không thì các bạn có thể bỏ qua được. Chức năng tán gẫu ha, thì gọi là chatbot ha, thì nó cũng được cung cấp bởi phần mềm này cho phép nhắn tin theo thời gian thực, tức là tương tác giữa giữa các người đang sử dụng ha. Thì có nhiều phương thức trò chuyện trong phòng chat hoặc là trò chuyện tương tác giữa hai người. Chúng ta có thể chọn là cái phòng chat thì là cho phép tất cả những người sử dụng CRM trong hệ thống đều có thể đọc được và góp ý. Ví dụ các bạn có thể là nêu một cái vấn đề gì đó lên và cùng thảo luận, hoặc là các bạn có những cái phòng chat riêng phục vụ như một cái nền tảng trò chuyện giữa hai người với nhau cũng có trong CRM này nha. Rồi, vậy thì cái cuối cùng đó là cái SFA, tức là cái quản lý gọi là cái self automation. Thì là đó là cái việc ứng dụng công nghệ máy tính để hỗ trợ nhân viên bán hàng và nhà quản lý bán hàng để mà chúng ta thực hiện các cái hoạt động liên quan tới công việc nó hiệu quả hơn. Thì cái phần này các nhóm cũng đã trình bày rất là kỹ rồi. Nên là cũng không có nêu ở đây nữa. Nếu mà các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm ha, ở bên ngoài rất là nhiều. Rồi, thế thì đó là toàn bộ cái nội dung về CRM mà cô muốn trình bày cho các bạn. Nó cũng tốn của chúng ta hơn mấy ngày ha, mấy mấy buổi rồi ha, hơn 2 buổi, 2,5 buổi. Thì chúng ta kết thúc cái chương số 4 ở đây. Các bạn sẽ nghỉ giải lao một tí thì chúng ta sẽ tiếp tục nha. Trong khi nghỉ giải lao, nếu như các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở cái mục trò chuyện, và sau khi nghỉ giải lao vào thì chúng ta sẽ trao đổi và chúng ta tiếp tục. Sau khi nghỉ giải lao thì cô sẽ mời nhóm số 7 và nhóm số 7 và nhóm số 8 chuẩn bị để mà trình bày cái chương tiếp theo, đó là chương quản lý lực lượng bán hàng ha. Rồi các bạn nghỉ 10 phút ha.